Là cô gái hay mộng mơ, người đã khiến tôi thẫn thờ. Cho ngày qua tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ lâu em biết chăng. Tôi qua bước 10, tôi trở lại mặt đường left. Bây giờ chúng ta đã tạo thao xong được một cái thanh trong ở đây. Tôi mới click chọn nó. Tôi copy, tôi click bỏ, tôi paste, align to the same place. Vậy thì chúng ta có hai cái thanh này chồng lên nhau. Sau đó tôi edit extrusion. Tôi xóa toàn bộ những cái đường sketch đã vẽ. Tôi mới dùng line, tôi vẽ lại một hình dáng như thế này. Sau đó tôi dùng công cụ align. Tôi align cái đường sketch này vào đây và tôi khóa lại. Tôi align cái đường sketch này vào đây và tôi khóa lại. Tôi mới dùng dimension. Tôi đo một cái kích thước giữa hai đường. Tôi mới gán cái label của nó là phụ kiện máy 08 thanh trong chiều cao H bằng 60. Tôi sửa giá trị nó bằng 60. Tiếp tục tôi dùng dimension. Tôi đo một kích thước từ ở vị trí này đến cái điểm này. Sau đó tôi create parameter, share parameter, rồi tôi edit. Tiếp tục tôi new parameter. Tôi đặt tên nó là phụ kiện máy 15 khoảng hở trên. Loại nó là lamp. Tôi ok. Trong hộp thoại share parameter, tôi chọn phụ kiện máy 15 khoảng ở trên. Tôi ok và ok thoát ra ngoài. Tôi cho giá trị của nó là 200. Tiếp tục tôi đo một cái kích thước từ cái ref level tới cái điểm ở đây. Tôi click chọn nó, rồi tôi create parameter. Tôi check vào share parameter, select rồi edit. Tôi nêu thêm một cái parameter. Tôi đặt tên nó là phụ kiện máy 17 khoảng hở dưới. Loại nó là lamp. Tôi ok và ok trở về hộp thoại share parameter. Tôi chọn cái phụ kiện máy 17 này. Tôi ok rồi ok thoát ra ngoài. Tôi hiệu chỉnh cái giá trị của nó là 300. Sau đó tôi finish. Bây giờ tôi trở qua 3D. Các bạn thấy có hai thanh này, nó chưa join với nhau. Cho nên tôi dùng công cụ là Join Geometry. Tôi click chọn một thanh trong, rồi tôi click chọn thanh thứ hai. Các bạn thấy nó join lại như thế này. Sau đó tôi click chọn hai cái thanh. Chọn Material, tôi click vào nút vuông bên tay phải. Tôi click vào New Parameter. Tôi check vào Share Parameter, Select. Sau đó tôi click vào Edit. Rồi tôi nêu một cái Parameter. Tôi đặt tên nó là M02 phụ kiện máy vật liệu thanh trong. Nó là loại material. Nhớ cái chỗ này không thôi chúng ta bị nhầm. Tôi ok trở về hộp thoại share parameter. Tôi chọn M02 phụ kiện máy vật liệu thanh trong. Tôi ok rồi ok thoát ra ngoài. Sau khi tạo xong một cái thanh xéo như thế này thì các bạn phải lập tức kiểm tra liền những cái thông số để xem family mình hoạt động có tốt hay không, có chỗ nào sai chúng ta phải sửa liền. Tôi qua công đoạn chính, sắp xếp parameter, tạo type và làm nhẹ file. Tôi mở cái hộp thoại family type lên. Thì chỗ này các bạn thấy nó có những cái group như thế này. Và những cái group này á, thì phần mềm nó không cho chúng ta tạo thêm group hoặc chúng ta dời cái vị trí group bên trên hoặc xuống bên dưới. Cho nên á, là chúng ta sẽ sử dụng những cái group có sẵn để chúng ta ưu tiên thứ tự. Cái nào xài nhiều chúng ta để trên, cái nào xài ít chúng ta để bên dưới. Bây giờ tôi click vào New Type. Tôi đặt tên nó là 600 x 700 mm và 30 độ. Độ là Internet 0186. Tôi ok. Tôi khép cái nhóm Graphic lại. Bây giờ trong nhóm Dimension này nó quá nhiều cái parameter, sau này chúng ta sử dụng sẽ rất là khó. Cho nên tôi mới chia group ra. Đầu tiên tôi sẽ lấy những cái parameter loại Yes No hoặc Instant. Tôi cho vào nhóm Order. Ở đây chúng ta không có cho nên chúng ta bỏ qua cái nhóm order. Tiếp theo á, là cái nhóm overall legend, là các cái parameter cố gắng công thức. Đây các bạn thấy cái nào cố gắng công thức thì chúng ta cho nó qua overall legend. Tôi mới click chọn cái parameter này. Tôi edit parameter. Trong group này tôi đổi nó thành cái group là overall legend. Rồi tôi ok. Các bạn thấy nó nhảy ra cái group như thế này. Tương tự tôi cũng edit parameter. để tôi đem tất cả những cái parameter nào có công thức vào cái group này. Và group này gần như là chúng ta hầu như không có hiệu chỉnh giá trị của nó. Nó sẽ tự chạy theo những cái kích thước bên trên. Tiếp theo tôi sẽ đưa những cái parameter hiếm sử dụng vào cái group data. Tôi lấy cái góc mũi nhọn thanh trong này. Tôi cũng edit parameter. Tôi đổi thành là cái group data. Tiếp tục cái khoảng ở trên này tôi cũng hiệu chỉnh nó vào group data. Và khoảng ở dưới tôi cũng hiệu chỉnh nó vào cái group data. Sau đó tôi đưa các cái parameter ít sử dụng vào group general. Đầu tiên tôi lấy cái thanh ngoài rộng B này, tôi đưa nó vào group general. Tiếp tục thanh ngoài cao H này, tôi cũng đưa nó vào cái group general. Thanh trong rộng B này, tôi cũng đưa nó vào cái group general. Và cái thanh trong cao H này, tôi cũng đưa nó vào cái group general. Vậy thì cái việc các bạn chia nó ra group như thế này để sau này chúng ta sử dụng dễ dàng hơn. Những cái gì thuộc về overall legend là chúng ta không có sửa nó, không có đụng tới nó. Những cái gì thuộc dimension là chúng ta sử dụng nhiều nhất. Sử dụng ít hơn tí thì chúng ta đưa vào general, và ít sử dụng thì chúng ta đưa vào data. Bây giờ tôi chỉ hiệu chỉnh các giá trị của nó là 730 độ, 400 và cái này là 600. Ở đây là 40, 60, 30 và 60. Ở dưới đây là 45, 200 và 300. Và cái cuối cùng thì tự động nó chạy. Sau đó tôi OK thoát ra ngoài. Ở bước 3, trong cái view 3D, tôi vào VG, tôi ẩn cái wall đi. Sau đó tôi vào Annotation Gallery, tôi ẩn hết các cái Dimension và Reference Line, Reference Blend đi. Tôi OK thoát ra ngoài. Và tôi zoom to fix, sau đó tôi sell lại. Để sau này cái review chúng ta nó đẹp và chúng ta dễ dàng nhận diện cái family của chúng ta. Tiếp tục tôi vào Map Tab Manage, tôi burn yield cho đến khi các đối tượng bằng 0. Sau đó tôi sell A family thành cái file tạm. Rồi tôi sell chồng lên cái file cũ cho nó nhẹ file. Tiếp tục tôi click Open và tôi xóa cái file tạm đi. Công đoạn 10, kiểm duyệt trong project, các bạn tự thực hiện.